Xin chào mừng tất cả các em đến với kênh Thầy Chính Vật Lý. Nếu đây là lần đầu tiên các em biết đến kênh này, thì thầy xin giới thiệu một vài chi tiết để chúng ta theo dõi cái video được tốt hơn. Thì trong phần hôm nay đó, thì thầy sẽ giải cái bài các bài tập về cuốn sách 500 bài tập vật lý chuyên trung học cơ sở. Trong cái cuốn sách này thì nó có 4 phần: cơ học, nhiệt học, điện học và quang học. Và thầy sẽ giải lần lượt từ bài 1 ở phần cơ học, giải cho đến hết cuốn sách. Và mỗi một ngày thì thầy sẽ up lên một cái bài giảng à, chúng ta tiện theo dõi. Và thầy nghĩ rằng là nếu để chúng ta mà học tập được tốt á, thì thầy nghĩ là chúng ta nên mỗi một bạn là nên có một cái cuốn sách cho mình. Thì cũng rất là dễ dàng thôi, mình ra ngay cái tiệm sách ở gần nhà mình, ở gần nơi mình ở nhất, để mình có thể sở hữu cho mình một cuốn. Còn nếu các bạn mà lười á, thì thầy có cái phương án cho các bạn. Thì hiện nay là các cái trang thương mại điện tử như Tiki, Lazada, Shopee họ bán rất là phổ biến. Thì thầy cũng đã tìm và cái đường link thầy để sẵn ở dưới cái phần mô tả đó. Thì chúng ta nếu mà mua qua các sàn thương mại điện tử thì chúng ta chỉ cần kích vào các cái đường link đó thì đến những cái sàn thương mại đó thì chúng ta mua nó rất là tiện và họ có thể ship tận nhà cho chúng ta. Và hy vọng rằng là các em là khi có cuốn sách rồi thì mình sẽ học tập được dễ dàng và tốt hơn. Và bây giờ thì mời các bạn là theo dõi tiếp ở cái bài học ở phần phía sau. Này sao mà nó mờ quá. Rồi, cái này nhìn nó rõ hơn đúng không? Đây, cái cân đôi bét van đây. Thì cái này ở lớp 6 là mình đã làm quen rồi. Rồi mình hiểu đơn giản là gì. Thì bình thường là hai cái đĩa cân này nè, cái khoảng cách từ đĩa cân đến cái điểm treo này nè, với cái khoảng cách từ đĩa cân đến điểm treo này nó phải bằng nhau. Đó. Thì khi muốn cân một vật nào đó thì người ta để cái vật cần cân lên một đĩa, đĩa nào cũng được. Thì cái đĩa còn lại ở đây người ta có cái hộp quả cân. Thì cái hộp quả cân này nó có nhiều cái loại khác nhau, nhưng mà khối lượng của nó là họ sẽ ghi được trên cái quả cân đó. Mình đọc là mình biết là nó bao nhiêu. Thế thì mình bỏ cái khối lượng còn lại lên cái đĩa cân còn lại. Đó, đây là khối lượng này họ ghi 100 gram này, 20 gram này, 5 gram, 3 gram gì đó. Đó, cái này người ta gọi là hộp quả cân. Thì họ bỏ lên đĩa còn lại đến khi nó cái cân nó thăng bằng thì mình biết là trọng lượng của vật cần cân, cái khối lượng vật cần cân là bằng tổng khối lượng của các quả cân bên kia đó. Hiểu cái bản chất của nó ha. Thì trong bài có thể họ nói là dùng cân Robert Van hoặc là họ nói là dùng hai đĩa cân để họ cân, có nghĩa là họ đang nói về cái cân này đó. Mình hiểu là cái khoảng cách này nó như nhau đó. Còn cái cách cân thì ví dụ nhiều khi họ điều chỉnh làm sao á, là cho nó ví dụ ở đây nó có thêm một cái phần đây nè, cái phần thêm đây nè đó, để người ta điều chỉnh để người ta cân cho nó chính xác nữa, người ta gọi là cái con ngựa đó. Nhưng mà mình không quan tâm cái này nhiều, mà mình quan tâm là thường là gì, đặt một vật lên đĩa cân bên này thì cái cân nó sẽ mất thăng bằng đi, thì để nó thăng bằng trở lại thì phải để những cái quả cân bên kia đó. Hoặc là hai vật mà để lên mà thấy cái cân nó thăng bằng thì chứng chứng tỏ là khối lượng của hai vật đó là nó bằng nhau, được chưa? Rồi, đó là cái bài về cái cân Robert Van, mình hiểu một tí. Tại vì trong những cái bài thí nghiệm của mình là nó liên quan tới cái cân này rất là nhiều. Rồi, cái bài của mình là bây giờ là đây. Thì trên hai đĩa của một cân đĩa là cái cân lúc nãy, hiểu không? Có hai cốc nhôm giống hệt nhau. Một cốc chứa 0,5 lít nước. Cốc kia chứa đường đến mức đòn cân thăng bằng. Tính trọng lượng của đường chứa trong cốc cho khối lượng riêng của nước bằng 1.000 kg trên mét khối. Chúng ta đã làm rồi thì bây giờ thầy hỏi nhanh. Vậy họ đọc tới đây thôi. Thì bây giờ khi mà đặt trên hai đĩa cân giống nhau đó, một cốc thì người ta chứa 0,5 lít nước, còn một cốc người ta chứa đường đến mức đòn cân thăng bằng. Thì cho mình biết được điều gì? Trung. Em thưa thầy, về hai cốc nó như nhau nên là trọng lượng của đường sẽ bằng trọng lượng của nước ạ. Đúng rồi, thì mình hình dung được chưa? Đó, ví dụ như cái cân đây, bình thường cái cân đây là vẽ cái cân ra. Thì trong cái hình vẽ là mình vẽ đơn sơ lắm, mình vẽ là nó giống như một cái đòn bẩy vậy đó, để nó cân bằng thôi. Đó. Bây giờ ở đây là thường là thầy vẽ, thầy cho điểm chính giữa đây là điểm O. Đó, thầy đặt cái đây là coi như là để nó thành cái một cái đòn bẩy để điểm O này. Đó, đây là một cái đĩa cân này.
À, đây là một cái đĩa cân này, được chưa? Đó. Hai cái đĩa này nó giống nhau, vẽ cho nó giống nhau ha, thầy vẽ không giống là. Rồi, bên này người ta đặt cái cốc lên. Hai cái cốc giống nhau luôn thì chắc chắn hai cái cốc không để bên này là nó sẽ cái cân nó sẽ thăng bằng. Bởi vì cái đoạn O ví dụ lên điểm A nè, với điểm B này là nó bằng nhau. OA là chắc chắn luôn luôn bằng OB. Đó, luôn luôn là như vậy. Trừ khi họ nói cái cân nó có lịch gì đó thì mình phải làm theo cái tình huống đó. Thì bây giờ người ta đổ chất lỏng vô đây, nước vô đây là 0,5 lít, bên này người ta đổ đường vô đây, cân bằng. Thì chứng tỏ là lượng nước với lượng đường ở bên trong cái cốc, hai cái cốc này bằng nhau. Và họ yêu cầu là tính trọng lượng của đường. Vậy thì họ cho 0,5 lít nước rồi thì tính ra thôi. Rồi trung tính làm sao? Em đổi 0,5 lít nước và 0,5 dm khối. Vậy thì mình phải tóm tắt ra chứ đừng có ghi chữ đổi, tóm tắt làm sao? V bằng 0,5 lít À, V bằng 0,5 lít. À. 0,5 dm khối D là bằng khối và bằng nhân 11,4 mét khối. à, 5 nhân 10^4 chia cho 1.000 nó ra là 5 nhân 10^4 đơn vị. Được chưa? Rồi, tính cái gì nữa Trung? Sau khi đổi xong là tính cái gì đây? Thầy là vì cân thăng bằng nên và hai cốc như nhau nên trọng lượng riêng của nước sẽ bằng trọng lượng riêng của nước. À, lộ, Được. trọng lượng của nước sẽ bằng trọng lượng riêng. À, trọng lượng chứ trọng lượng riêng là ăn đòn ngay. Nhưng mà đang tính khối lượng phải không? Họ bắt tính gì? À, tính trọng lượng thì mình cho trọng lượng, còn nếu họ tính khối lượng thì mình cho khối lượng ha. Vì cân thăng bằng và hai cốc giống nhau. Nên trọng lượng đường trong cốc trọng lượng đường trong cốc bằng trọng lượng nước. Rồi tính làm sao nữa? Đó là mình giải thích rồi suy ra được điều gì? Đưa công thức ra. P nước sẽ bằng P đường. À, nhưng mà cái mình tìm là đường, mình đưa nó ra trước, cái tìm mình đưa ra trước. Còn cái có rồi nó để ra đằng sau để mình tính, chứ không ai mà làm ngược lại hết, hiểu không? Mặc dù B nước theo phép toán là B nước B đường bằng nhau, em viết cái nào trước nó cũng được hết á. Nhưng mà theo cái tình huống là mình phải đưa cái cần tìm ra đây là bằng trọng lượng của thằng nước đã có, chứ đừng có viết ngược lại. Bởi vì bây giờ mình mới tính cái B nước nè, rồi cái B nước là tính sao? Cho thầy là bằng V nhân D nước. À, B nhân cho D nước rồi bằng Bằng V nhân 10 D nước bằng 5 nhân 10 à, V D nước này là bằng 10 lần D lớn nước ha. Rồi bây giờ mới thế 5 nhân 10 mũ trừ 4 nhân 10 nhân cho D nước là bao nhiêu? nhân cho 1.000. À, bởi vì họ cho 1.000 nên chỗ này biến thành 10 D nước này. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 là 4 số 0 này là 10 mũ 4 nè. Với 10 mũ trừ 4 là nó mất rồi, là còn 1 thôi, là còn 5 thôi. Đơn vị là gì? Newton. Đó, rồi. Được chưa? Vậy là mình đã làm xong cái câu A. Câu B. Câu B nè. Câu B là gì? Treo cốc chứa đường kể trên vào một lực kế thì thấy lò xo giãn ra dài thêm 8 cm. Vậy là mình hiểu cái lực kế là gì? Là cái lực kế là bên trong nó có cái lò xo. Nó có hai cái móc, một đầu phía dưới là nó móc vào vật, còn cái đầu phía trên là mình cầm cái chỗ cái tay mình cầm. Và khi móc cái vật vào thì đương nhiên làm cái lò xo nó giãn dài ra. Vật càng nặng thì lò xo càng giãn dài và trên đó nó sẽ có cái vị trí nó chỉ cái móc, ví dụ như là 1 N tới 2 N tới 3 N gì đó. Mình biết cái lực kế rồi đúng không? Vậy thì ở đây mình hiểu cái lực kế là gì? Khi mình móc cái vật càng nặng thì cái chiều dài của cái dây á, của cái lò xo nó càng dài. Rồi, vậy thì mình thấy nè, treo cốc chứa đường kể trên vào một lực kế thì thấy lò xo giãn ra dài thêm 8 cm là chiều dài so với ban đầu. Và kim lực kế thì chỉ 8 Newton. Vậy có nghĩa là
cái cốc này á, cả cốc và đường là 8 Newton. Đúng không? Cả cốc và đường là 8 Newton. Mà ở câu A mình tính được đường là 5 Newton rồi. Thì từ đó chúng ta suy ra cái cốc là còn lại là 3 Newton. Đúng không? Là cái thứ nhất. Cái thứ hai, tính khối lượng của cốc rỗng là tính được rồi. Và độ giãn của lò xo khi treo cốc rỗng vào lực kế. À, cái này là như thế. Vậy thì cái ý thứ hai á là thầy nói một tí để chúng ta quen. Thực ra một số bạn cũng làm được rồi đó. Nhưng mà mình có một cái cách để mình làm. Thì sau này những cái bài tương tự như vậy mình làm cho nó nhanh. Vậy bài này họ hỏi hai ý, đúng không? Vậy thì câu B là vì số chỉ lực kế là 8 khi treo cái cốc, đúng không? Khi treo cốc đường vào lực kế thì lực kế chỉ 8 Newton. Mà cái cốc, cái lực kế chỉ đó chính là gồm khối lượng, cái trọng lượng chứ, trọng lượng của cái cốc cộng trọng lượng của đường, đúng không? Đó. Lực kế nè. Mình trình bày ra cho người ta hiểu luôn là khi treo cốc đường, đúng không? Vào lực kế. Đó. Khi treo cốc đường vào lực kế thì lực kế chỉ 8 Newton, chỉ là F là bằng 8 Newton, đúng không? 8 Newton. Nên là suy ra trọng lượng của cốc, cốc rỗng, ha, rỗng là mình ký hiệu là B cốc đi, đó. Là mình lấy cái lực F này là số chỉ lực kế là tổng tổng cái trọng lượng hai vật trừ cho B đường, đó, trọng lượng của đường bằng 8 trừ cho 5 ở trên mình đã tính là nó bằng 3 Newton. Vậy là tính được trọng lượng của cốc. Nhưng họ yêu cầu là tính khối lượng của cốc rỗng chứ không phải là trọng lượng ha. Vậy thì từ đây mình suy ra khối lượng. Chứ còn không là bị thiếu, là bị trừ điểm. Khối lượng của cốc rỗng là M, đúng không? Thì lấy trọng lượng chia cho 10 bằng 3 chia 10 là 0,3 và đơn vị là kg. Rồi, đó là tính được bước 1. Thì bây giờ cái bước 2 nè, à, cái bước 1 thì ai cũng làm được, rõ ràng rồi. Còn cái bước 2 nè, thì chúng ta làm theo cái kiểu này cho nó nhanh. Đây, ví dụ mình hiểu cái sợi, cái giống như là người ta treo riêng rẽ cái lò xo ban đầu là nó có chiều dài là L0. Đó, thì cái lực kế nó cũng vậy thôi, ban đầu nó cũng có cái lò xo y vậy, bên trong nó vậy. Ngoài ra là họ gắn thêm cái bảng chia độ bên ngoài nữa thôi. Đó. Là mình hiểu bây giờ người ta treo cái vật, cái cốc này, treo cái cốc này, cái cốc này nó có hai thứ trong này, cốc và đường nữa, đúng không? Cái này là cốc đường. Thì họ nói là nó giãn ra thêm là nó thành cái chiều dài là L1. L1 này họ nói là giãn ra thêm 8 cm, 8 cm, đúng không? Dài thêm 8, vậy có nghĩa là lấy L0 này nè cộng với 8 thì nó ra L1, vậy nó dài thêm 8. Từ đây là L0 xuống đây là 8 cm nữa. Vậy tổng chiều dài này là L1 là bằng L0 cộng 8. Vậy thì họ hỏi mình nè. Vậy nếu mà treo chỉ có mỗi một cái cốc thôi á. Cái cốc không thôi đó. Cái cốc rỗng, treo cốc này là cốc rỗng. Thì nó dài bao nhiêu? Nó dài ra thêm bao nhiêu? Thì bây giờ mình coi như là lúc này nó dài thành là chiều dài là L2. Em trừ cho cái L0 thì nó ra cái độ dài thêm thôi. Đúng không? Đó. Rồi cái cách tính là như thế này nè. Mình hiểu là gì? Hiểu cái bản chất để mình viết nè. Thứ nhất là treo một vật vào cái lò xo. Treo vào cái lực kế thì sẽ làm cho cái lò xo nó giãn dài ra. Khối lượng vật càng lớn thì cái lò xo nó giãn càng dài. Được chưa? Đó. Do đó cái độ giãn của lò xo nó tỷ lệ thuận, nó tỷ lệ với cái trọng lượng vật treo vào, nên ta có cái công thức là ví dụ như là B1 là treo cái vật một á thì nó sẽ giãn ra một đoạn là L1,
thì treo vật B2 thì nó sẽ giãn đoạn L2. Nhưng mà vì B1 nó không thể bằng L1 được nên là người ta thêm cái hệ số vô là hệ số K. Vậy K này người ta gọi là hệ số tỷ lệ. Tại sao phải cho cái K? Là bởi vì nếu mà em để B1 và em bỏ cái K đi, em bằng L1 thì vô lý. B1 là trọng lượng vật 1, còn L1 là chiều dài vật 1. Hai cái thằng chiều dài nó giãn ra trong trường hợp 1. Hai cái này không bằng nhau được. Nên người ta phải chêm vô đó là cái hệ số K. Mình hiểu đơn giản là như vậy. Hiểu không? Đó. Chứ nó không có gì là phức tạp hết. Vậy thì khi mình làm là sao? Ví dụ như mình đặt đây là phương trình 1, mình đặt đây là phương trình 2. Cái mình lấy 1 mình chia cho 2 hoặc 2 chia 1 thì nó mất đi cái K thôi. Rồi mình còn cái số để mình làm thôi. Được chưa? Đó, những cái bài như thế này là mình đều hướng về cái này để mình làm. Rồi, vậy thì chỗ này thầy viết làm sao? Thì bây giờ trình bày vô này, bây giờ thầy mới trình bày vô vở này. Đó, với cái bài này thầy trình bày vô này. Thế thì bây giờ nè. Gọi L0 đó là chiều dài 3 đầu. Không cần L0 cũng được nha, không cần. Không cần cái này. Có hai kiểu làm, một là gọi L0 xong đó lấy L1 nó dài ra rồi mình trừ cho L0 cũng được, còn không là mình gọi cái độ giãn ban đầu luôn. Ví dụ như treo vô nó giãn ra 8 cm thì cái 8 đó là mình coi như là độ giãn lần đầu. Còn khi mà treo cái vật cóc rỗng vô thì nó giãn lần 2 là mình coi như L2, được chưa? Hoặc là x, cái họ có thể là họ họ ký hiệu là chữ L hoặc là x tùy. Do đó là mình phải gọi ra để người ta hiểu là mình tính cái gì. Thì bây giờ mình mới nói nè. Khi treo cóc chứa đường. Đó, đây là trình bày nè, chứa đường vào lực kế. Thì lò xo giãn ra một đoạn là em đặt là x1 đi là bằng 8 cm, được chưa? Đó. Và khi treo cóc rỗng vào lò xo thì lò xo, cái này vào lực kế đó ha, treo vào cái lực kế của cái lò xo, cái lò xo này là của lực kế đó, thì treo vào lực kế đây cho người ta hiểu. Còn nói cái lò xo là cái lò xo bên trong lực kế. Khi treo cóc rỗng vào lực kế thì lò xo giãn ra một đoạn là x2. Mình đâu có biết x này đâu, đang tìm cái x2 nó giãn bao nhiêu nè, được chưa? Đó, mình nói như vậy để người ta hiểu là mình đặt cái x1 này là 8 cm, còn cái x2 mình đang phải đi tìm. Rồi, bây giờ mình muốn đưa ra cái phương trình đó, thì mình nói nè, vì vì độ giãn của lò xo tỷ lệ với trọng lượng của vật treo vào nên ta có cái câu này là gì? Có nghĩa là cái câu này, vì độ giãn của lò xo tỷ lệ với trọng lượng của vật treo vào, có nghĩa là vật treo vào trọng lượng nhỏ thì lò xo giãn ít, vật có trọng lượng lớn thì lò xo giãn nhiều. Đó, cái câu đó là mình hiểu như vậy ha, mình tập ghi cho nó quen, bởi vì cái này trước giờ mình ít dùng nên là mình để ý cái câu đó. Nên ta có là gì? Khi hồi nãy là cái cóc một là lò xo nó giãn ra khi tác dụng một lực ép, treo vô đó là lực kế nó chỉ là 8 Newton đó. F thì bằng là K nhân cho x1. Đó. À. Được chưa? Rồi. Đặt là phương trình 1 này. Và B cóc thì bằng K nhân x2. Đặt là phương trình 2. Hiểu không? Đây nè. Hồi nãy là tại sao thầy ghi là F? Là bởi vì họ nói là khi treo cái cóc chứa đường vào thì số chỉ lực kế là 8 Newton, mà hồi nãy thầy ký hiệu nó là chữ F rồi đó. Hiểu không? Đó, nên là thầy ghi F luôn.
là bằng k nhân với x1, nó giãn là một đoạn x1. Thì khi treo cái cóc rỗng là b cóc là bằng k nhân x2. Được chưa? Rồi bây giờ cái x này là cái k này là mình chưa biết nên mình mới nói là với k là hệ số tỷ lệ. À, em cứ ghi như vậy thôi. À, mình ghi vài lần là mình quen với k là hệ số tỷ lệ. Hoặc là sau này trong bài mình sẽ thấy một số trường hợp họ nói là k là hệ số tỷ lệ là mình hiểu nó là như vậy. Đó. Rồi bây giờ mình mới lập, em muốn lấy cái nào chia cái nào cũng được hết á, em lấy 2 chia 1 cũng được, lấy 1 chia 2 cũng được. Nhưng mà thầy muốn tính cái trọng lượng của cái x2 này nè, à, tính cái chiều dài x2 này nè, nên là thầy lấy nè, lấy 2 chia 1 cho nó dễ nhìn. Lấy 2 chia 1 vế theo vế. Vế theo vế, được chưa? Có nghĩa là gì? Cái phương trình 2 chia phương trình 1 vế theo vế có nghĩa là b cóc thì phải chia cho s, đúng không? Nè, b cóc này chia cho s này. Đó. Bằng cái b này là kx2 chia cho kx1. Đó. Thì bây giờ á, là cái trọng lượng của cái cóc á, là em thế vô là hồi nãy là mình tính được 3 Newton. Cái lực này á, là mình tính được họ cho 8 Newton. Bằng cái x2 là mình cần phải tìm. Cái x1 là họ cho nó giãn ra 8 cm. Được không? Đó, cái k lúc này mình bỏ rồi. Vậy từ đó suy ra cái x2 là bằng 8 nhân 3 chia 8, đúng không? 8 nhân 3 chia 8 là bằng 3 cm. Rồi, kết luận lại ha. Vậy khi treo cóc rỗng vào lực kế thì lò xo giãn ra thêm 3 cm. Được chưa? Sao có ai hỏi gì không? Rồi chụp cái bài đưa lên đi xem nào.